đây là thành quả. Cắt ra được, cắt ra được, cắt ra được. Cắt được, cắt được, có cái xẻ hay sao á. Bim bim bắp. Xong rồi. Từ từ quá sao. Nhưng mà mình order thì mình xong rồi, bây giờ mình wow. Từ quá sao. I'm dying man. Chị order nha. Ok. Chị biết cái này là cái gì? Cái đó là để cover. Lát nữa ăn mà rớt thì sẽ chê mặt. Sẽ ít tiếng Việt là cái gì? Sẽ hơi mặt mà. Không được. Không biết. Không biết. Không biết. Không biết. Không phải. Tập dê. Tập dê. Ngu nữa tập dê là để nấu ăn. Thì cái này, cái gọi là gì? Cái này là cái yếm ăn. Ngu quá à. Yếm ăn là cái gì? Ngu luôn á. Yếm ăn là yếm. Cái này là tập dê đúng vậy. Tập về là để nấu ăn mà. Tập về là để nấu ăn mà. Tập về là để nấu ăn. Nói thiệt luôn á. Mấy cái người này thiệt luôn á. Không phải là người, không phải là người Việt Nam mà đến cả cái tiếng Việt cũng không hiểu nghĩa nữa. Cũng chưa đổi, đổi luôn. Không đeo tập về, nó văng luôn á. Tôi không đeo tập về. Điểm ăn thôi. Điểm ăn. Tại vì mẹ tôi không có bị mẹ. Không. Không. Tại vì ăn thôi. Người yêu luôn nó cãi nhau như thế. Wait a minute. Người yêu luôn. Nó cãi nhau như thế. Anh uống này. Anh mẹ. Cheers. Cheers. Không ơi, không đi. Hôm nay Mithy với Gucci rồi Ochuchung sẽ có rất nhiều clip. Tại vì biết sao không? Biết sao không? Tại vì hôm nay đứa nào cũng đẹp nên clip sẽ xuất hiện rất là nhiều. Mọi người đừng có thể làm được cái điều đó, ok? Thưa tôi có người bút quyền. Ngon không xin? Ngon không?